Hồi thứ 88, dược Lô Thủy hai lần bắt Mang Dương, biết trả hàng bà phèn trói Mạnh Quạch. Nhắc lại, Khổng Minh thả cho Mạnh Quạch về, các tướng lên trướng hỏi. Mạnh Quạch là một kẻ ghê gớm ở Nam An, nay may bắt được là Nam An bình định, sao thừa tướng lại tha cho về? Khổng Minh cười đáp, ta bắt hắn dễ như thò tay vào túi lấy một vật giả lại nên để chúng dốc lòng thực ý phục tùng là tự nhiên bình định. Mọi người nghe nói không ai tin. Mạnh hoạch về đến sông Lô thì vừa gặp bọn thủ hạ thua chạy hôm trước lãng vảng đón nghe tin. Họ thấy mạnh hoạch về thì nửa mừng nửa sợ lại xuống hỏi. Đại dương làm thế nào mà về được? Mạnh hoạch hùng hổ đáp. Quân thuộc giam ta ở trong trướng, ta chờ đến đêm tối, giết chết hơn 10 tên lính canh, rồi chạy ra. Đang chạy thì gặp tên quân tiểu mã, ta giết luôn, rồi cướp lấy ngựa, chạy thoát về đây. Bọn quân mang mừng rỡ, hộp về quạch qua sông Lô, qua sông rồi quạch lại cho lập trại sách. Hội họp tù trưởng các động và chiêu dụ những kẻ được tha về bữa trước, lại được hơn 10 vạn quân. Bây giờ Đổng Đồ Na A Hồ Nôm cũng đã về động, quạch sai người đến mời, hai người sợ hãi phải dẫn quân đến họp. Khi đã đông đủ, hoạch bảo các tù trưởng và đồng chủ. Ta biết rõ mua mẹo và các lượng, nay ta không đánh nhau nữa, vì đánh thì mắc kế của y. Giả dạ quân xuyên từ xa đến đây biết giả dạ khó nhọc, nay đang mùa nóng bức, chúng không thể ở đây lâu được. Còn chúng ta nhờ có cái hiểm sông lô này ngăn cách, bao nhiêu thuyền bè cho đem cả về bờ nam, rồi ta đắp thành đất, đào hào sâu mà chán giữ xem ra các lượng còn dùng mưu gì lừa được ta nào. Bọn tù trưởng nghe lệnh, đều cho đem thuyền bè về cả bờ bên nam, rồi đắp thành đất, chỗ dựa vào núi, chỗ dựa vào bờ làm thế hiểm, thành nào cũng cho dựng địch lâu cao bên trên. Bày gian cúng nỏ và những cần bắn đá để làm kế phòng thủ lâu dài. Còn lương thảo thì các động phải dần tải đến cung cấp. Mạnh hoạch cho thế là kế sách dạng toàn, thản nhiên không lo gì nữa. Khổng Minh dẫn quân tiến lên, đạo tiên quân đến bờ sông Lô thì tiểu mã quay lại báo. Trên sông không có một chiếc thuyền chiếc mãn mà sóng đánh dữ lắm. Bên bờ bên kia thấy có những thành đắp bằng đất, bên trong đều có quân mang canh giữ cẩn mật. Bây giờ là tiết tháng 5, trời nóng bức, lại đúng vào địa phận Nam Mang là nơi oi ả nóng nhiều, quân sĩ không ai mặc được áo. Khổng Minh được tin báo, thấy tiết trời như vậy, mới đến tận bờ sông xem xét. Xem xong, quay về trại, họp các tướng truyền lệnh. Nay mạnh hoạch đóng binh ở phía nam sông, cậy hào sâu lũy cao chống cự ta. Ta đã đem quân đến đây, lẽ nào chiều giờ không? Vậy các ông hãy dẫn quân sĩ bản bộ vào đóng giữa khe núi gian rừng hay những nơi cây cả bóng mát mà nghỉ ngơi. Nói xong, lại cho lã khải tìm nơi cách sông 100 dặm, chỗ có bóng mát, dựng lên bốn trại, rồi cho dương bình, trường ngực, trường dực quan sách, mỗi người giữ một trại trong ngoài đều sen cỏ che cho người ngựa để tránh nóng tham quân tưởng quyển xem xong trại sách dội giao trinh khổng minh tôi xem mấy trại do lã khải dựng không được tốt thật giống như các trại hồi tiên đế đánh đồng ngô cả về địa điểm lẫn hình thế nếu quân mang qua sông trước đến cướp trại sau dùng quả công thì giải cứu làm sao khổng minh tụm tỉm cười ông chớ đa nghi, ta đã có dự toán. Bọn tượng quyển không ai hiểu ý tứ thừa tướng. Bỗng có tin báo, thiên tử sai mã đại đem thuốc trừ thử thấp và lương gạo đến. Khổng minh cho triệu vào. Đại lại chào xong, đem thuốc men thực phẩm phân phát cho bốn trại. Phát xong về dinh, khổng minh hỏi. Ngươi đem đến đây bao nhiêu quân mã? Bẩm chỉ có ba ngàn, Quân ở đây đánh nhau với giặc luôn mãi đã nhọc mệt rồi. Nay ta muốn dùng toán quân của ngươi, chẳng hay ngươi có chịu cho đi trước không? Quân mã nào chẳng là của triều đình. Nếu thừa tướng sai khiến, dẫu phải vào chỗ chết, tôi cũng không dám từ. Nay mạnh hoạch cậy có sông lô để chống nhau với quân ta. Nói cho là quân ta không có đường sang sông. Giờ ta muốn cắt đứt đường dẫn lương trước để quân nó hết ăn mà rối loạn xin thừa tướng cho biết các đức bằng cách nào cách đây độ 50 dặm về phía hạ lưu sông Lô có các bồ nhiều mà nước lại không sâu có thể làm bè mảng mà qua được vậy ngươi hãy đem 3.000 quân qua sông bằng cách ấy rồi giao thẳng trong mang động trước các đức đường dẫn lương sau họp với đổng đồ na A Hội Nôm bảo hai chú đồng ấy làm nội ứng cẩn thận chớ lầm lẫn Mã Đại hớn hở dân mệnh đem quân đến cửa sông có phù sa bồi, tìm cách qua sông. Nhân thấy nước đó nông, nên quá nữ quân sĩ không chịu dùng bè mãn, dán quần sang áo mà lội qua. Nhưng quái là thay, mới lội được nửa giờ, ai nấy đã lão đảo rồi ngã gục. Khi cứu được vào bờ, đều bị học máu ra đầy mồm, đầy mũi rồi chết. Mã Đại quảng sợ, ngày đêm ấy phi báo về Khổng minh. Khổng Minh vội gọi người bản xứ làm hướng đạo ra hỏi bọn thổ dân bẩm rằng Hiện nay trời viêm nhiệt, khí độc tụ cả ở nước sông Lô, ba ngày nắng dữ bốc ra rất mạnh, ai qua sông sẽ bị trúng độc, ai uống nước sông càng chóng chết hơn. Nếu muốn vượt sông thì phải đợi lúc đêm khuya vắng lặng, nước mát dịu đi, khí độc không bốc, bấy giờ ăn no vào mà qua thì mới được vô sự. Khổng Minh bèn sai họ dẫn đường và lừa thêm 5-600 quân tinh tráng cho theo. Mã Đại đến bên bờ sông, đốn cổ nứa làm bè mãn, chờ đến nửa đêm kéo qua, quả nhiên được vô sự. Sang sông rồi, Đại sai người địa phương đến dẫn đường và đem 2.000 quân tinh tráng đến con đường dẫn lương của các đồng mang. Đây là một con đường hẻm ở giữa hai gian núi, chính giữa có lối đi hẹp, chỉ có thể đi một người một ngựa mà thôi. Mã Đại chiếm được chỗ đầu đường giáp núi, sai quân sĩ dựng trại sách canh chừng quân mang trong động không biết gì cả, cứ quen mùi giải lương đi qua. Bị mã đại sai quân triệt đường cướp được hơn trăm xe. Quân mang chạy về đại trại báo mạnh hoạch. Bây giờ hoạch ở trong trại, suốt ngày chỉ uống rượu làm vui, không nghĩ đến bàn luận quân vụ. Hoạch bảo các tù trưởng. Nếu ta đánh nhau với gia các lượng, thế nào cũng trúng mèo gian của y. Nay may nhờ thế hiểm sông lô, ta cho đắp lũy cao, đào hào sâu, đợi khi quân thục chịu nóng không được, phải rút chạy về, Bây giờ ta sẽ cùng các ngươi đuổi theo mà đánh, thì bắt sống được gia các lượng. Nói xong, cười khanh khách rất đắc chí. Bỗng một tù trưởng bước ra nói, cửa sông có sa bồi, nếu quân thục lén vượt qua chỗ ấy, thì lợi hại lắm, nên cho quân ra đó canh giữ. Hoạch cười bảo, ngươi là người gốc xứ này, sao không biết tình thế? Ta đang mong quân thục vượt qua quãng sông đó, nếu vượt sang là chết ngấm dưới sông hết. Viên tù trưởng hỏi, nhỡ có người bạn xứ nào mách cho họ cách biệt sông ban đêm thì sao? Quạch gạt đi, bất tất phải đa nghi như vậy. Người trong lãnh thổ của ta, ai lại đi giúp cho giặc mà sợ? Đang khi nói chuyện thì có tin báo về. Không biết quân thuộc nhiều hay ít đã ngầm sang sông, cắt đứt mất đường tải lương ở hàng núi. Trong quân thấy cờ hiệu bình bắt tướng quân Mã Đại. Hoạch nghe báo cười nói cái đồ nhỏ nhặt ấy không đáng bàn bèn sai phó tướng mang nha trường đem ba quân đến hang núi xem hư thực về phía mã đại thấy quân mang đến bèn đem hai ngàn quân dàn trước núi mang nhà trường thúc ngựa tới đánh nhưng mới được một hiệp đại đã chém trường một đao chết quay xuống chân ngựa quân mang thu to chạy về báo mạnh quạch quạch họp các tướng rồi hỏi ai dám đi đánh mã đại đổng đồ na xin đi Hoạch bèn cho dẫn 3.000 quân đi. Hoạch lại sợ quân thục sang sông thêm, phải sai A Hồi Nôm đem 300 quân ra canh giữ cửa sông chỗ có phù sa. Đổng Đồ Na đem quân đến cửa hang hạ Hà trại, Mã Đại cũng dẫn quân đến đón đánh. Trong quân đại có người nhận ra tướng mang là Đổng Đồ Na bèn nói với chủ tướng. Tướng quân cứ làm như thế, như thế. Đại gật đầu, giọt ngựa ra trước trận mắng lớn quân vua ơn bội nghĩa kia, thư tướng đã tha tính mạng cho nhà ngươi, nay lại bội phản mà không xấu hổ sao? Đổng đồ na thèn thâm mặt lại, không nói không rằng, rồi lui chạy. Mã đại đuổi đánh một thôi, rồi cũng rút về trại. Đổng đồ na dê ra mắt mạnh hoạch bẩm rằng. Mã đại anh hùng lắm, tôi không địch nổi. Hoạch nổi giận mắng. Ta biết mà, ngươi đã mang ơn gia các lượng, nên nay chưa đánh đã lui, như vậy là ngươi bán trận cho giặc. Mắng xong, thét lôi ra chém. Bọn tù trưởng súng vào hai ba lần can xin. hoạch mới tha cho tội chém, nhưng thét võ sĩ nọc ra đánh một trăm côn rồi đuổi về. Sau trận đòn nát thịt, Đổng Đồ Na lủi thủi về trại. Kế đó một số đông tù trưởng đến bảo Đổng Đồ Na. Chúng ta tuy là người Nam Mang, nhưng chưa bao giờ dám phạm bờ cõi Trung Quốc, mà Trung Quốc cũng chưa hề xâm lấn ta. Nay chỉ vì mạnh hoạch lấy thế lực bức bách, chúng ta bất đắc chỉ phải làm phản. Chúng ta hãy nghĩ xem, đến như tôn quyền Tào Tháo còn phải sợ tài thần cơ dự đoán của khổng minh, huống hồ bọn nam mang mình. Hơn nữa chúng ta đây đều đội ơn ông ta tha mạng, lấy gì báo đền. Vậy nay nên liều mạng giết mạnh hoạch, đem đầu nộp khổng minh để tránh cho trăm họ trong động các khổ lầm than chinh chiến. Động đồ na hỏi, không biết các ngươi có đồng tâm không? Cả bọn đều là những người được khổng minh tha lần trước, nên đồng thanh xin đi giết mạnh hoạch. Thế là Đỗng Đồ Na, tay cầm cương đao, dẫn hơn trăm người đi thẳng vào đại trại tìm hoạch. Lúc ấy, quạch còn đang say khước nằm trong trướng. Đỗng Đồ Na dẫn bọn tù trưởng xông vào. Dưới trướng có hai thị tướng đứng đầu. Đỗng Đồ Na trỏ mặt họ, thét hỏi. Hai nhà ngươi cũng đã từng chịu ơn gia các thừa tướng, nay nên nghĩ đền đáp chứ hai tướng hăm hở nói, không cần tướng quân phải ra tay để chúng tôi vào bắt sống mạnh hoạch đem dân thừa tướng. Nói rồi cùng giao trướng bắt mạnh hoạch, trói lại cẩn thận, giải ra bờ sông Lô, qua đò sang bờ phía bắc, rồi cho người vào trình trước với khổng minh. Quân tế tác thuộc dò được tin ấy vào báo. Khổng minh truyền mật lệnh cho tướng sĩ các trại phải sửa soạn quân nhu khí giới chỉnh tề, rồi mới cho các thủ lãnh, tù trưởng giải mạnh hoạch vào các tướng trại nào phải ở nguyên trại ấy chờ lệnh. Đổng đồ na vào trước trung quân, lại chào xong kể trình sự việc. Khổng Minh hết sức khen ngợi, dùng lời ngọt ngào ủy lạo, rồi ban thưởng cho rất hậu. Xong đầu đấy mới truyền cho quân đao phụ dẫn mạnh hoạch vào. Khổng Minh nhìn hoạch vừa cười vừa hỏi. Trước đây ngươi có nói nếu bị bắt lần nữa, sẽ xin hàng phục, vậy hôm nay thế nào? Hoạch đáp. Không phải tài ông bắt được tôi, chẳng qua bọn thủ hại chúng tôi nó làm hại tôi, đời nào tôi chịu phục. Vậy ta lại tha cho ngươi về, ngươi tính sao? Tôi tuy là người mang, song cũng biết phép dùng binh. Nếu thừa tướng thực lòng tha cho về động, tôi sẽ đem quân đến cùng thừa tướng quyết hơn thua một trận. Nếu lại bị bắt, lúc đó sẽ nghiêng lòng ngửa mặt theo hàng, không dám trái lời bội nghĩa. Khổng Minh nghiêm giọng truyền, nếu ta bắt được lần nữa mà con không phục ta sẽ không tha thứ đấy. nói xong sai tạ hữu cởi dây trói cho quạch rồi cho ăn cơm uống rượu với mình trên trướng. trong khi quạch ăn uống khổng minh gợi chuyện. ta từ ngày rời lều cỏ ra giúp tiền đế đánh đâu thắng đấy chiếm đâu được đấy. thế mà ngươi là người sứ mang sao lại không thần phục? quạch ngồi im không đáp. Ra nước sông, Khổng Minh truyền giác ngựa tới, rồi cùng mạnh hoạch lên yên, ra khỏi trướng đi xem các doanh trại. Nào chỗ chứa lương như núi, nào nơi chất binh khí đầy ấp. Xem xong, Khổng Minh trỏ quạch mà bảo Nếu nhà ngươi không hàng thì thật là ngu hết sức. Ta có quân tinh nhuệ, tướng dũng mãnh, lương thảo binh khí nhiều thế này, thì ngươi thắng ta sao nổi? Nếu ngươi sớm chịu hàng phục, ta sẽ tâu lên thiên tử, phòng cho tức dương con cháu ngươi đời đời trấn giữ mang bang, vậy ngươi định sao? Hoạch bấy giờ mới chịu đáp. Tôi dẫu có hàng, nhưng người trong động chưa chịu hết lòng quy phục. Vậy thư tướng cứ tha cho tôi về, tôi đi chiêu tập quân mã bản bộ cũ, nói cho họ cung long hợp sức, bấy giờ mới nói đến chuyện quy thuận được. Khổng Minh vui vẻ như không, lại cùng Hoạch quay ngựa về đại trại, uống rượu đến chiều tối. Hoạch cáo từ xin về, khổng minh thân tiện ra đến bờ sông lô sai lấy thuyền đưa quạch qua sông quạch về đến trại cho phục quân đao phủ dưới trướng rồi sai bọn tâm phúc đến trại của đổng đồ na a Hội nôm nói dối rằng khổng minh có sứ mệnh tìm hai tướng đến hai người đến nơi quạch hô quân phục đổ ra giết đi và quăng thay ra ngoài lạch giết xong hai tướng quạch sai người thân tín ra thay giữ cửa ải rồi tự mình dẫn quân đến giáp cửa núi đánh mã đại nhưng khi đến nơi chẳng thấy một ai. Quạch hỏi thổ dân thì họ nói, đêm qua cánh quân ấy đem cả lương thảo sang sông rút về đại trại rồi. Quạch lại trở về động, cùng em ruột là Mạnh ưu bàn tính rằng, hiện nay các nơi hư thực của gia các lượng ta đã biết cả, vậy chú cứ làm như thế, như thế nhé. Mạnh ưu lĩnh kế của anh, đem hơn trăm quân mang, khiên và ngọc châu báu, ngạp voi Sưng tê giác, đi đò qua sông Lô, tìm đến trại thục. Vừa qua sông, nghe phía trước có tiếng tù già nổi lên, rồi trốn đánh ầm gian, một cánh quân ra chặn lại, chính là đại tướng Mã Đại đi đầu. Mạnh ưu sợ hãi, đang luống cuốn thì đại hỏi, đến có việc gì? Rồi bắt cả bọn ưu, hãy đợi ở dãy nhà bên ngoài, và cho người vào báo khổng minh. Bây giờ khổng minh đang ngồi trong trướng cùng Mã Thốc, tưởng quyển, lã khải, Phí di, bàn việc bình mang, thì dưới trướng có người vào báo. Bẩm thừa tướng, Mạnh Hoạch sai em là Mạnh Ưu đến dân của báo. Khổng Minh quay sang hỏi Mã Thốc. Ông có biết họ định đến mua chuyện gì chăng? Thốc thưa, không dám nói rõ, xin để tôi viết vào mảnh giấy trình lên xem có đúng với ý thừa tướng không. Khổng Minh bằng lòng, Thốc viết xong trình lên. Ông xem xong vỗ tay cười rộ. Kê bách mạnh hoạch, Ta đã sai phái đầu đấy cả rồi, ý ông thật giống ý ta. Bèn cho gọi triệu dân vào ghé tai dặn như thế, như thế. Gọi nguy viên vào cũng thì thầm, cứ vậy, cứ vậy. Sau cùng, cho gọi mã trung. Chú thích, đời Tam Quốc có hai mã trung, một mã trung giúp đồng ngô, còn mã trung đây là em mã lương, mã thốc giúp thục. Hết chú thích. Dương Bình quan sách vào truyền mưu kế bí mật, Mọi người lệnh kế sách dân lệnh ra đi. Bây giờ ông mới cho gọi Mạnh Ưu vào. Ưu lại lấy lại để dưới trướng và bẩm rằng. Gia huynh Mạnh Hoạch đội ơn thừa tướng tha cho được sống. Không biết lấy gì tà ơn. Này có chút ít trần châu bảo vật, cúng vàng bạc, tạm dân làm lễ khao quân. Rồi sau sẽ có lễ vật tiến cống thiên tử. Khổng Minh hỏi. Hiện giờ anh ngươi ở đâu? Vì cảm đại ân thừa tướng nên anh tôi đi vào trong núi Ngân Khanh thu thập thêm ít bảo vật để kính dân, chẳng mấy ngày sẽ về. Nhà ngươi mang theo bao nhiêu người? Dạ bẩm thừa tướng cũng không đem nhiều, chỉ có hơn trăm, toàn là những người mang lễ vật đó thôi. Khổng Minh truyền gọi cả vào trong trướng, thì thấy người nào cũng mắt xanh lè, da đen sậm, râu vàng ria tía, tai đeo vòng vàng, đầu bịch khăn, chân đi đất, mình cao sức lớn lực lượng, giảm dở khổng minh cho đến chiếu mà ngồi, rồi sai chư tướng đem rượu ra thiết. Các tướng được lệnh, ai đấy ân cần mời mọc. Nói về mạnh quạch, hôm ấy đang ngồi trong trướng mong tin. Bỗng có hai người về, quạch gọi vào hỏi, họ thưa. Gia các lượng đã nhận lễ vật, tỏ ra vui vẻ lắm, bao nhiêu người tùy tòng đều được ông ta cho mời vào, rồi giết trâu mổ ngựa bày yến tiệc thiết đãi Vì vậy, nhị đại vương cho chúng tôi về mật trình với đại vương, đêm nay canh hai trong đánh ra ngoài đánh giao việc lớn có thể thành được hoạch mừng quá lập tức điểm ba quân chia làm ba đội rồi gọi các tù trưởng các động vào căn dặn hết thảy quân sĩ đều mang theo đồ dẫn quả tối nay khi đến trại thục đốt lửa làm hiệu ta tự vào trung quân bắt sống và các lượng các tướng các động dâng theo kế sách trời nhá nhem tối một lúc đều sang đò qua sông lô mà tiến mạnh quạch đem hơn trăm tướng tá tầm phúc tiến gấp về phía trại lớn của khổng minh đi đường không gặp một tên quân thuộc ngăn trở khi đã đến trước trại quạch dẫn chúng tướng thúc ngựa xông vào nhưng quái lạ chỉ thấy một cái trại trống không chẳng có qua một người nào cả quạch lùng vào trung quân thì thấy đèn đuốc sáng choang mạnh ưu và bọn lính mang đều say mềm nằm ngổn ngang ngủ gục như chết số là mạnh ưu bị khổng minh sai mã thóc lại khải thiết đãi lại sai ban nhạc ra muốn hát khuyên mời trong rượu có bỏ thuốc mê nên bọn họ anh nào anh ấy say lăn ra như chết mạnh hoạch vào trướng kêu dậy hỏi trong bọn có đứa đà tỉnh lấy tay chỉ vào miệng mà ú ớ không nói được hoạch biết là mắc mẹo rồi sai cứu bọn mạnh ưu hơn trăm người rồi chạy ra tìm đội trung quân của mình nhưng trước mặt tiếng reo đã vang lên lửa sáng rực trời, bọn mang binh thấy vậy chạy trốn tán loạn như chuột. Rồi một cánh quân đánh tới, đi đầu là tướng thục Dương Bình. Hoạch sợ hãi vội chạy về phía đội binh tả, lại thấy lửa cháy ngút trời, một cánh quân kéo ra, đi đầu là ngụy Diên. Hoạch quảng hốt chạy rẽ sang phía hữu, cũng thấy lửa cháy sáng rực, một cánh quân kéo tới, chính triệu dân dẫn đầu. Ba lộ quân dây chặt bốn mặt mà đánh, Mạnh Quạch dội bỏ cả quân sĩ, một mình một người chạy ra phía bờ sông Lô. Khi tới bờ, thấy trên sông có hơn 10 tên mang binh bơi một chiếc thuyền nhỏ lơ lửng giữa dòng. Quạch lên tiếng gọi, bảo ghém vào lập tức. Thuyền vào đến bờ, Quạch vừa dắt ngựa xuống thì một tiếng pháo hiệu nổ lên. Mấy người ấy bắt ngay Quạch trói lại. Thì ra đó là Mã Đại, dân kế khổng minh cho quân mình ăn mặc giả làm quân mang, rong thuyền trên sông để chờ bắt Mạnh Quạch. Bây giờ khổng minh ra lệnh chiêu an, quân mang xin hàng vô số. Ông đều đem lời ngọt ngào phủ dụ không giết một ai. Tiếp đó ông cho đi dập tắt các đám lửa còn cháy. Một lát sau, Mã Đại giải mạnh hoạch về nộp. triệu dân thì giải mạnh ưu. ngụy viên Mã Trung Dương Bình quan sách thì giải các tù trưởng các đồng đến. Khổng Minh trỏ mặt mạnh hoạch, vừa cười vừa nói. Ngươi sai em đến trước dân lễ trả hàng, nhưng che sao nổi mắt ta bèn này lại bị bắt. Ngươi đã chịu phục chưa? Hoạch trời tráo đáp. Tại em tôi nó tham ăn, tham uống mới trúng cái độc của ông, làm hỏng việc lớn của tôi. Nếu từ tôi đến trả hàng, em tôi đem binh tiếp ứng, ắt đã thành công. Đây là trời bắt thua, chứ không phải lỗi hàng kém. Tôi chưa chịu phục. Khổng Minh lại gạn hỏi, lần này đã là ba, sao còn chưa chịu phục? Hoạch, cúi gầm mặt xuống không đáp. Khổng Minh cười hỏi, thế ta lại cho ngươi về nhé. Hoạch ngẩng mặt lên nói, nếu thừa tướng lại tha, anh em chúng tôi sẽ về thu thập các thuộc hạ đinh tráng, cùng thừa tướng đánh lớn một trận, nếu lại bị bắt, bây giờ sẽ dốc lòng quyết chí xin hàng. Khổng Minh truyền, nếu bị bắt nữa ta không khoan thứ đâu. Nay về mà xem lại binh thư, ôn kỷ lục thao tam lược, chỉnh đốn lại quân ngũ, kén lấy các kẻ sĩ thân tính, sớm lập mưu hay mẹo giỏi đi, lần sau bị bắt đừng hối hận nữa nhé. Nói xong truyền lệnh cỡ dây trói tha cho cả bọn. Mạnh hoạch, mạnh ưu và các tù trưởng cùng nhau lại tạ rồi ra về. Bây giờ quân thục đã kéo qua sông Lô. Bọn mạnh hoạch trở về thấy trên cửa sông quân đóng dày đặc, cơ quạt rực rỡ. Đi qua cửa trại thấy mã đại ngồi trên cao, cầm kiếm trỏ mặt hoạch mà nạt. Nếu bắt được lần nữa, quyết không tha đâu quạch về đến trại cũ của mình. Không ngờ trại đã bị triệu dân cướp rồi, binh mã giang răm rắp cờ bay rần rật. Dân ngồi dưới lá cờ lớn chống kiếm mà quát. Thừa tướng đã đãi ngươi như vậy, không được quên ơn nghe chưa? Quạch dân dân dạ dạ luôn mồm mà đi. Khi về qua cửa hang, lại thấy người Diên đóng hơn ngàn quân bên sườn núi, trong ngựa ra lớn tiếng quát nạt. Nay quân ta đã vào được sao quyệt, cướp hết nơi hiểm yếu của ngươi, sao ngươi còn ngu mê chúng cự đại quân? Nếu bị bắt nữa, ta sẽ phanh thay quyết không tha đâu. Bọn quạch chỉ biết ôm đầu lủi thủi đi bia động. Người sau có thơ khen khổng minh rằng vào đất quan cằn quyết tiến quân, sung lô trăng giải khói mây lan, nhớ ơn tiên đế tìm ba bận, chẳng ngại cầm tha giặc bảy lần. Nguyên văn, ngũ nguyệt, khu binh nhập bức mau, Nguyệt Minh Lô Thủy chướng yên cao, thệ tương hùng Lược thù tam cố, khởi đạn chinh mang thất túng lao. Khổng Minh cho quân qua sông Lô, hà trại sông Xuôi, ban thưởng lớn cho ba quân, rồi hợp các tướng bảo rằng Mạnh Hoạch bị bắt lần thứ hai, ta cho nó đi xem các doanh trại, chính là giữ cho nó tới cướp trại. Ta biết Mạnh Hoạch cũng hiểu binh pháp, khi xem thấy lương thảo của ta nườm nượp, ác nó sẽ phá ta bằng mẹo quả công. Vì vậy nó mới sai em đến trả hàng làm nội ứng. Ta ba lần bắt được mà không giết là muốn lấy sự thành thực làm cho nó phải phục tận đáy lòng. Và lại cũng không nỡ tiêu diệt nó đến mức nòi mất giống. Giờ ta nói rõ để các ông biết, chứa ái ngại khó nhọc nên hết lòng báo quốc là hơn. Các tướng đều lại phục xuống ca tụng. Thư tướng là bậc thiên tài, kim cả nhân, trí, dũng. Ba điều gồm đủ, Dẫu tử nha, trương lương xưa cũng không bằng. Ta đâu dám dí mình với người xưa, nay ta được thành công nghiệp đều nhờ sức giúp đỡ của các ông đó. Các tướng nghe nói ai nấy đều vui vẻ sung sướng, gia phần mạnh hoạch từ ngày bị bắt lần thứ ba rồi được tha, trong bụng bực tức buồn rầu bỏ vào núi Ngân Khanh ở. Rồi sai người tâm phúc đem già ngọc châu báu đi biếu khắp 8 phiên 93 điện cùng các bộ lạc mang phương Mượn toàn những quân liêu đinh khỏe mạnh Biết đánh lao, che lá trắng Tất cả được vài chục dạng Không mấy ngày Đủ các đội người ngựa kéo đến Như mây cuốn sương sa Đợi lệnh hoạch điều khiển Quân tế tác cho được tin Rồi về bẩm khổng minh Ông nghe báo cười nói Chính ta đang muốn quân mang các nơi kéo kèm về đây Để chúng xem tài năng của ta Nói xong Sai lấy ra một cỗ xe nhỏ Khổng minh lên xe đi xem các đường lối đó chính là càng xem chú động quy phong dữ càng thấy quân sư thủ đoạn cao chưa biết quân thục quân mang được thua ra sao xin đọc hồi sau sẽ rõ lời bình của mao tôn cương trong thánh tháng ngoại thư công việc bắt mạnh hoạch lần thứ hai sau này có được nhắc đến trong bài xuất sư biểu của khổng minh tức là câu tháng năm dược sông lô vậy kinh thi có câu lục nguyệt thê thê ngã xa thị sức Vậy thì khổng minh đi bình mang cũng giống như chu tuyên dương đánh hiểm doãn, dẹp rợ nhung chăng. Thưa rằng, việc vào đất quan cằn, đánh mạnh hoạch với việc Du chu lên đánh Thái Nguyên có khác nhau. Lúc quân mạnh hoạch mới xâm phạm bờ cõi, khổng minh mới bắt mạnh hoạch lần đầu thì chưa đủ làm cho hoạch phục, nên ông phải vào sâu đất mang mà bắt nhiều lần nữa. Vì thế hoạch mới nghiêng lòng thuận phục và nước thục được yên nhà Chu trái lại, tuyên dương chưa truyền được hai đời đã bị kết quả ly sơn. Đó là gì khi đánh rợ nhung, nhà vua không dốc hết sức dẹp cho yên hoàn toàn vậy. Phép dùng binh không phải khó ở chỗ biết tránh điều kỵ mà khó ở chỗ biết phạm điều kỵ. Như tiên chúa đánh hào đình, đóng trại trong rừng cây rậm, thì khổng minh qua sông Lô đánh Nam Dương cũng đóng binh trong rừng. Thế mà tiên chúa thua, khổng minh lại thắng. Thì ra tiên chúa lầm lẫn vì điều ấy. Khổng minh lại lấy ngay điều kỵ ấy để làm cho địch quân lầm. Đó là lối phạm vào điều kỵ rất tài vậy. Mạnh ưu nội ứng, mạnh hoạch ngoại hợp mà đều bị bắt sống. Thì cái việc nhổ hết trại, kéo hết quân qua sông Lô, giữ lưng vào rừng lập dinh không phải như việc tiên chúa đóng dinh ở gian rừng ngày trước. Mã đại từ thành đô tìm đến thì khổng minh dùng lấy cái sức khỏe. Mã thốc từ thành đô tìm đến thì khổng minh dùng lấy cái mưu dùng sức mã đại là để chi đỡ với sức lực mọi người dùng mưu mã thóc là để hợp nhất với mưu mình dạy mà thóc biết chủ trương đánh vào tâm lý là hơn thì mưu thóc đã hợp với cái mưu bảy lần thà mạnh hoạch của khổng minh thóc biết rõ mạnh ưu trá hàng ấy là ý thóc đã hợp với mẹo bảy lần bắt mạnh hoạch của khổng minh mưu mẹo ấy kỳ diệu ở chỗ không nói rõ không ai hiểu chỉ sau khi việc xảy ra rồi mới biết. Độc giả tinh tế ngày nay đọc đến còn có người không đoán trước được, trách chi một kẻ ngu ngốc ngờ ngệt như mạnh hoạch lúc ấy, chẳng phải mắc mẹo hoài hoài.